bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Tối ngày 15 tháng 9, tại Làng Nủ, sau khi thảo luận, lấy ý kiến người dân, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã kết luận vị trí xây dựng Làng Nủ mới tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Cụ thể, theo thông tin mới nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đưa ra phương án chọn vị trí, phương án xây dựng Làng Nủ mới. Theo đó, vào chiều ngày 15 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai do ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng hai phó chủ tịch tỉnh, lãnh đạo các sở xây dựng, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thường trực huyện ủy Bảo Yên, các chuyên gia địa chất đã đến Làng Nủ để khảo sát địa hình, họp bàn với người dân về phương án khu vực tái định cư Làng Nủ, Làng Nủ mới. Theo các kết quả khảo sát địa chất, thủy văn, phong tục tập quán địa phương, đoàn công tác đã đề xuất hai phương án xây dựng khu vực tái định cư Làng Nủ, tức Làng Nủ mới. Thứ nhất, xây dựng Làng Nủ mới giữa cánh đồng rộng khoảng 3 ha. Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm là địa hình thấp, hai dòng suối chảy quanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét. Thứ hai, khu vực xây dựng Làng Nủ mới tại đồi Sim gần Minh Đức, cách khu vực làng cũ khoảng 2 km. Khu vực này có địa hình cao, được cho là an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước. Lấy ý kiến biểu quyết của dân cư, 100% người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở Làng Nủ có nhu cầu tái định cư đã chọn phương án 2. Về tiến độ thi công, ông Trịnh Xuân Trường giao các cơ quan chức năng ngay trong ngày 16 tháng 9 đưa máy móc vào hiện trường, triển khai đo đạc, quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng rồi tiến hành thi công, quyết tâm hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. Trong quá trình xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị bà con địa phương tham gia giúp đỡ công nhân. Tất cả cùng đoàn kết, quyết tâm xây dựng một Làng Nủ mới đẹp hơn. Phương án xây dựng nhà tại Làng Nủ mới sẽ theo mẫu kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Sau khi xây dựng xong, sẽ tiến hành bốc thăm chọn nhà để bàn giao cho người dân, đảm bảo công bằng, dân chủ. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 9, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả của bão Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Cùng tham dự tại các điểm cầu, các phó thủ tướng chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương, bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương. Một trong 8 nhóm giải pháp được thủ tướng nêu để ổn định tình hình cho nhân dân là thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ, giải quyết hậu sự cho những người xấu số, giải quyết chính sách theo quy định, rà soát các thôn bản bị vùi lấp, các gia đình mất nhà, tổ chức tái định cư tại nơi an toàn, chậm nhất tới ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành. Yêu cầu là nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, nhà ở có nền cứng, vách cứng, mái cứng. Tại đầu cầu tỉnh Lào Cai, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đã cam kết sẽ hoàn thành hai khu tái định cư cho đồng bào bị thiên tai, trong đó có khu tái định cư Làng Nủ sẽ hoàn thành đúng thời hạn là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Được biết, trước đó các cơ quan chức năng địa phương tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã bắt tay ngay vào việc ổn định cho người dân Làng Nủ. Một khu tạm cư được xây dựng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở Làng Nủ. Trước khi khu tái định cư được hoàn thành, mỗi hộ dân sẽ được bố trí từ 50 đến 60 mét vuông diện tích đất ở tạm cư trong khoảng thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Sáng ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả bão Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nghẹn giọng, bật khóc khi đề cập tới sự tàn phá của bão dữ, để lại hậu quả nặng nề và những mất mát, thiệt hại của người dân, của đất nước. Cái Làng Nủ thì thực sự là rất đau xót, báo cáo với các ông chị như vậy. Đây là hội nghị thứ hai của Thường trực Chính phủ sau cơn bão Yagi. Thủ tướng yêu cầu trình ban hành nghị quyết trong ngày 16 tháng 9 để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Người đứng đầu chính phủ đánh giá, siêu bão Yagi là cơn bão lịch sử với các yếu tố. Cường độ rất lớn, giật đến cấp 17, tốc độ cao, sức tàn phá lớn, phạm vi rất rộng. Đối tượng tác động nhiều, người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, hạ tầng kinh tế xã hội. Thời gian oanh tạc dài trên đất liền với diện rộng, gây thảm họa về sạt lở, lũ ống, lũ quét kinh hoàng. Hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản, tác hại đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đặc biệt là tâm lý của người dân. Phân tích các nguyên nhân khiến bão Yagi gây hậu quả lớn, Thủ tướng cho rằng bên cạnh những nguyên nhân khách quan, vẫn còn tình trạng một số người dân còn chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng, lãnh đạo, chỉ đạo có nơi, có lúc, chưa quyết liệt. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thủ tướng xúc động nói,
chúng ta đã nỗ lực hết mình, chúng ta đã tìm phương án tốt nhất trong các phương án có thể. Chúng ta tìm cái còn trong cái mất, song mất mát không gì có thể bù đắp được là tính mạng và tinh thần của người dân, những gia đình có người dân thiệt mạng. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh các mục tiêu sắp tới, không để người dân nào phải thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, bị rét, thiếu nước sạch, không có chỗ ở, các sinh hoạt thiết yếu hàng ngày, khắc phục hậu quả siêu bão số 3 có hiệu quả. Cần nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân về tinh thần và vật chất, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt lạm phát và phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm khoảng 7%, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Thủ tướng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục hậu quả, bao gồm tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bố trí chỗ ở tạm thời cho người bị mất nhà, có nhà hư hỏng, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân, cứu chữa người ốm đau. Ra soát, kiểm tra bằng mọi cách tiếp cận những nơi bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ, tiếp tế người dân. Tập trung cả hệ thống chính trị, các lực lượng người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Không để mất điện, mất sóng viễn thông và dịch vụ thiết yếu. Sửa chữa ngay cơ sở y tế, giáo dục để các cháu được tới trường, người bệnh được chữa bệnh. Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn, phát huy tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, tất cả vì nhân dân, vì đất nước. Thưa quý vị, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm ngày 10 tháng 9 tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã chôn vùi 37 ngôi nhà là nơi sinh sống của 168 khẩu. Khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 9, con đường duy nhất vào làng Nủ ngập nước một số đoạn, điện và mạng viễn thông được lực lượng chức năng nỗ lực sửa chữa, khôi phục. Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai cho biết, đây là thiệt hại rất lớn đối với tỉnh Lào Cai. Chúng tôi đang tập trung tất cả các lực lượng, hiệp đồng để tìm kiếm một cách hiệu quả nhất. Là địa bàn rất khó khăn, bị chia cắt, chúng tôi sẽ khôi phục lại các điều kiện cần thiết nhất theo thứ tự ưu tiên, tập trung cao cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ, rất đông người dân đã đến để tìm và nhận người thân. Những nạn nhân đầu tiên được tìm thấy và được thân nhân đến nhận diện. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Yên, tính đến 7 giờ sáng ngày 11 tháng 9, trong vụ lũ quét Làng Nủ có 127 người thương vong, có 20 người đã tử vong, 18 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, 89 người đang mất tích. Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ lũ quét Làng Nủ không kìm được nước mắt bên thi thể được tìm thấy. Cách nhà văn hóa thôn Làng Nủ khoảng 500m, không khí tang thương bao trùm gia đình bà HTT. Bà đã mất đi người con dâu là chị HQM, 33 tuổi, và ba người cháu lần lượt mới chỉ 2 tuổi, 10 tuổi và 15 tuổi. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị HQM và một người con 15 tuổi. Gia đình bà HTT đã tổ chức làm đám tang cho chị HQM và người con ngay sau khi tìm thấy thi thể. Khoảng 11 giờ sáng ngày 10 tháng 9, hơn 300 chiến sĩ sư đoàn 316 quân khu 2 từ Tuyên Quang đã được điều động đến hiện trường cứu hộ cứu nạn. Do đường vào thôn Làng Nủ bị tắc, đặc biệt là khu vực bị lũ quét, nhân dân bị cô lập hoàn toàn. Do đó, quyết tâm của Bộ Tư lệnh quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai là mở đường để đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông chảy vào, 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin. Bên bờ suối gần thôn Tổng Vương, xã Phúc Khánh, lực lượng quân đội phối hợp với dân quân xã và người dân tìm kiếm dọc con suối có nước chảy khá xiết, nhiều đoạn bị vùi lấp, đất bùn sâu hàng mét, nên lực lượng chức năng phải dùng gậy để dò đường. Lúc này, ba thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy men bờ suối khu vực thôn Tổng Vương. Khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 9, tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi, một số người dân đã tiếp cận những ngôi nhà dưới chân núi để tìm kiếm thi thể người thân. Một trong hai ngôi nhà may mắn còn gần như nguyên vẹn dưới chân núi con voi, gia súc và đồ đạc của các hộ dân nằm la liệt sau khi bị cuốn theo dòng nước lũ. Chiều ngày 12 tháng 9, lực lượng quân đội tiếp tục chia từng khoảnh đất nhỏ để tìm kiếm nạn nhân. Trong ảnh, nơi tìm kiếm cách hiện trường khoảng 5 km, chó nghiệp vụ cũng đã được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng công an, dân quân phối hợp tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Tại hiện trường, chị Phương Linh, áo đen, khóc thảm thiết vì mất hai người con đang học tiểu học và mẹ chồng. Còn bà Long Thị Hến, áo hồng, ngồi bên quan tài khóc khi mất con gái và con rể.
Chiều ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai để trao đổi, động viên lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân Làng Nủ. Sau trận lũ quét san phẳng Làng Nủ, các lớp học tại điểm trường mầm non Làng Nủ thuộc trường mầm non số 1 xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trở thành kho chứa các nhu yếu phẩm, thuốc men và trang thiết bị phòng chống cứu nạn, hỗ trợ người dân cả ngày lẫn đêm. Sáng sớm ngày 13 tháng 9, phép màu đã xảy ra khi hai hộ gia đình với 8 người ở Làng Nủ mới được tìm thấy. 8 người dân trong danh sách mất tích ở Làng Nủ đã chạy thoát trước khi xảy ra lũ quét. Cụ thể, ông Hoàng Ngọc Diệp, trưởng thôn Làng Nủ cho biết, hai gia đình mới được tìm thấy là hộ ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân. Các hộ này đã thoát được trận lũ quét và mới về trình báo chính quyền địa phương. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, đến đầu giờ chiều 15 tháng 9, ghi nhận thêm 18 người đã cho là mất tích đã được xác minh. Như vậy, cùng với 11 người được ghi nhận đến khai báo vào ngày 13-14 tháng 9, đến nay ghi nhận có 29 người được cho là mất tích đã xác minh là còn sống. Như thời điểm hiện tại, Làng Nủ đã ghi nhận có 52 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 15 người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!